Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ xin mời quý sư cô, kính mời toàn thể Phật tử và ngồi xuống. A Di Đà Phật, như tuần trước chúng ta đã học về cái tỷ nhập, giờ mình bước sang cái thiệt nhập ha. Thu cái thiệt nhập về Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Các vị mở kinh ra. Dạ thưa Mô Phật, sư không có kinh hả? Dạ sư không có kinh hả? Dạ kinh bạch kè sư con. Dạ dạ kinh bạch kè. Dạ, mời sư ngồi xuống đi. Dạ, sư chưa có kinh thưa thầy, có kinh đó, sư xin thầy một bộ đi. Kinh đó. Dạ, dạ, Mô Phật, mời sư. Dạ, quý vị tìm ra được rồi ha. Dạ. À, bắt đầu. A Nan, ví như có người dùng lưỡi liếm mép, liếm mãi sinh ra mỏi mệt. Nếu người đó bệnh thì có vị đắng, nếu người đó không bệnh thì có chút vị ngọt, do những cảm giác ngọt đắng mà hiện bày cái tánh nếm. Thì ở đây về phần thu thiệt nhập thì Đức Phật mới đưa ra một cái ví dụ là cái người không không, người từ không vậy, bình thường không có gì hết, cái dùng cái lưỡi mà liếm mép, liếm hai bên mép đó, thì khi liếm hoài như vậy thì đương nhiên là cái lưỡi nó mỏi rồi, phải không? Và cái nước bọt ở trong miệng của mình á, thì đương nhiên nó sẽ khô và nó sẽ sanh ra những cái cảm giác nó khác thường, như bình không bình thường, như là khi bình không có liếm gì hết. Thì cái người đó nếu có bệnh á, thì sẽ có cái cảm giác là có vị đắng, mặc dầu không có thức ăn hay là không có vị trần, cái trần ở bên ngoài để đưa vô, nhưng mà vì cứ liếm mãi như vậy mà thấy sanh ra có cái vị đắng. Thì nếu người đó không có bệnh thì nếu liếm hoài thì sanh ra vị ngọt. Các vị đã có lần nào thử chưa? Có, tôi thấy có đó. Tự nhiên bình thường tự nhiên nó sao không biết do sao mà tôi cũng có cảm giác như là liếm quanh cái tự nhiên là nó có, không phải là liếm hoài nữa mà hai ba lần thôi là đã cũng có cảm giác là ngọt ngọt đó. Tôi đã có thấy rồi mà tôi đã làm thử. Và những cái thì Đức Phật nói là những cái cảm giác đó hiện bày do có hai cái đó có cái động tác như vậy, cho nên cái tánh biết nếm nó mới hiển bày, tức là phải có trần ở ngoài thì tất cả cái tánh biết nếm nó hiển bày. Thì rõ ràng mới vô thì Đức Phật đã nói là nếu là như vậy thì thật sự ra vì rõ ràng là mình thấy ngọt hay đắng thì tự là cái cảm giác của mình, tự mình thấy ra thôi, chứ nó không có thật rồi, phải không ạ? Nhưng mà cái tánh biết nếm á, do cái không thật hiển bày lên thì bản chất nữa thì nó cái được hai cái đắng. Bình thường như người tỉnh, người như bình thường như mình, khi mình ăn ví dụ hột chanh, cắn lộn cái hột chanh cái thì có cái vị, có cái thực phẩm ở bên ngoài thì mới cảm thấy là có cái vị đắng. Mình Đức Phật đã nói là giả rồi đó, nó không thật rồi, chứ uống gì đây, không có vị nào hết mà liếm hoài nó ra cái vị đắng. Thì rõ ràng những cái đó đắng hay là ngọt là cả theo cái ví dụ của Đức Phật là mới đọc vô ban đầu là thấy nó không thật. Mà cái tánh nếm là do hai cái không thật đó, có hai cái không thật đó thì cái tánh nếm mình mới có, mới hiện bày ra. Thì rõ ràng cái tánh nếm được cái không thật hiện bày thì bản thân nó
chắc chắn là nó không thật rồi, phải không? Cho nên mới đọc vô là mình thấy rồi, nhưng mà mình phải đi tiếp. Còn lúc không động, không liếm bát thì thường thấy vị nhạt, tức là cả cái nếm và sự mỏi mệt đều là tánh bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Còn lúc không động, hồi nãy Đức Phật đưa ra cái ví dụ là tự không không rồi mình lấy cái lưỡi mình liếm, thì khi liếm đó thì gọi là động, còn khi mình không liếm thì gọi là không động. Thì không động thì không liếm bát thì có vị nhạt, thì bình thường mình cứ bình thường như vậy thì chẳng có mùi, chẳng có vị gì cả. Thì Đức Phật mới nói là cái sự mỏi mệt, Đức Phật muốn lấy cái ví dụ ở trên để cho rõ ràng, để cho thấy nè, là mỏi mệt thì nó sanh ra những cái cảm giác vị đắng hay là vị ngọt đó là do mỏi mệt. Thì tôi đã nói cái phần đầu tiên của cái tánh thấy rồi, thì cái sự mỏi mệt đây là do cái nghiệp thức rồi đó. Còn cái mà nói là bình thường thì là cái tánh Phật, tánh của mình từ trước đó, lúc trước tôi nói rồi thì bây giờ nhắc lại thôi. Thì tất cả rồi mới hiển bày ra cái nếm, thì tất cả cái tánh nếm hay là cái sự mỏi mệt đó đều là cái tánh bồ đề mà vì do cái tướng mỏi mệt mà phát ra, chứ thật sự ra nó không có thật và không có tự thể, thì là không có tự thể, phải không? Thì động là khi liếm, và không động là khi bình thường. Thì đó do cái tâm mình động nên mới phát sanh ra nghiệp. Còn không động là cái tâm của mình nó không bị trần dao động, tức là chỉ cho cái thể tánh chân thật của mình nó không có động mà nó cũng không có tỉnh. Mà tại vì mình từ cái không động không tỉnh, nó là bản thể của động và tỉnh luôn, nhưng mà vì mình động cho nên nó mới có ra cái tánh nếm. Rồi cả cái tánh biết vì không, tất cả đều nó là không thật hết, mà thể tánh nó là gì. Đức Phật muốn đưa ra như vậy để đưa cho mình tới biết được là cái thể tánh của cả các vị, của cái mệt nhọc và của các cái tánh biết nếm đó đều là phát sanh từ cái chân tâm Phật tánh của mình. Nhân rồi tiếp theo đoạn tiếp ha. Nhân hai thứ vọng trần, nhạt và ngọt đắng phát ra cái biết bên trong, cơ quan thu nạp các trần tướng đó gọi là tánh nếm. Tánh nếm này rời hai thứ vọng trần ngọt và đắng, ngọt đắng và nhạt kia thì rốt ráo không có tự thể. Thì hai thứ vọng trần ở đây thì gom lại ngọt đắng và nhạt. Ngọt đắng thì ở đây quý vị, tôi xin lưu ý quý vị là hai thứ vọng trần thì xếp vô cái ngọt đắng là xếp vô cái nhóm hữu vị, tức là có vị. Ngọt đắng là cái nhóm hữu vị, tức là cái nhóm có mùi vị đó ha. Thì mùi vị không, chẳng những khi mình ăn đâu phải là ngọt đắng không đâu, mà chua rồi cay tất cả. Nhưng mà lấy hai cái này để tượng trưng cho cái nhóm hữu vị, là khi mà có vị ở trong miệng mình thì nó thuộc về nhóm hữu vị, cho nên gọi là hai thứ vọng trần, hữu vị và vô vị. Vô vị có nghĩa là nó nhạt, không có ăn cái gì hết, thì cái nhạt đó thì nó được xếp vào cái loại là vô vị, không có vị gì hết, cho nên mới nói là hai thứ vọng trần. Còn thật sự ra là trong cái hữu vị này thì có rất là nhiều vị, nhưng mà vì xếp vào trong cái hai cái nhóm là hữu vị và vô vị, cho nên có vị và hữu vị là hai, chỉ là hai nhóm mà là hai thứ vọng trần mà thôi, tức là hữu vị và vô vị ha. Thì ở đoạn này nói là do cái ngọt đắng mà phát ra cái biết bên trong, rồi cái tánh nếm này thì rời hai cái ngọt và đắng đó thì rốt ráo nó không có tự thể. Thì đúng rồi, phải có cái tánh nếm là phải có cái vị ở bên ngoài thì mới có được cái tánh nếm, mà nếu mà không có các vị khác thì tánh nếm nó hiển bày ra làm cái gì, phải không? Thì không có cần phải là có cái tánh nếm để hiển bày,
hiển bày ra thì phải phải có các cái nhóm mà hai hữu vị và vô vị đó thì cái tánh ném nó được mới hiển bày lên. Còn nếu không có hai cái nhóm đó thì cứ cái lưỡi cứ dậy hoài thì chẳng thấy cái gì hết, thì chẳng có cái tánh ném, nó chẳng hiển bày ra được. Thì bắt đầu tiếp theo đoạn ha. Cái này thì nó dễ rồi, nó tại vì nó cũng giống như các cái trên đó. Cái thứ thật vậy anh Nan, ông nên biết rằng cái biết đắng biết nhạt như vậy không phải từ vị ngọt vị đắng mà đến, không phải từ tánh nhạt mà có, chẳng phải từ lưỡi sinh ra, cũng chẳng phải từ hư không phát sinh. Thì tại vì lúc trước thì Đức Phật mới nói là nó không có tự thể, vì nó không có tự thể của nó không có. Nếu mà đi tìm tức là nó không có cái tự tánh riêng của nó, mà nếu không có tự tánh riêng của nó thì nó phải, nếu nó phải có cái gì sanh ra, phải không, thì mới được. Thì Đức Phật mới nói ở đây, Đức Phật đã nói là không có tự thể, bản chất nó không có tự thể, thì đi tìm phải do hai cái là cái tổ hợp là vô vị và hữu vị, nên cái tánh nếm nó hiển lộ. Thì rõ ràng nó hiển lộ do hai cái đó. Thì Đức Phật bây giờ cái đoạn này Đức Phật mới dẫn chúng ta đi tìm có thử có phải do những cái liên quan tới nó sanh ra nó hay không, thì đi tìm gốc gác của nó. Nếu nó không có gốc gác ở đâu cả thì thật sự ra nó chỉ là bong bóng, phải không, nó chỉ là huyễn giả. Ở đây nhắc luôn nhắc lại, cũng giống mình học ở đây cũng giống như là cái phép quán vậy đó, để càng ngày nó ăn sâu trong mình, để mình đừng có chạy theo thiền định quán một đề mục, quán hoài mà chưa chứng. Đây cũng mình cứ nói luôn nói tới, cũng giống như là một đề mục thiền định để mình nhận biết, càng nghe nhiều thì càng nó càng ăn trong tiềm thức của mình, để thấy tất cả các pháp là giả huyễn không tự tánh, để mình biết là mình chỉ sống, chỉ biết được cái chân tâm bản tánh của mình là thật thôi. Thì các vị cũng chịu khó nghe, nghe luôn nghe tới, nghe luôn nghe tới. Như vậy cũng như là mình quán luôn á, vừa học mà vừa quán á, để nó ăn sâu trong tiềm thức của mình. Mà nhờ vậy mà mình dễ khi mà xúc cảnh á. Người ta nói hay xúc cảnh là sanh ngu hay xúc cảnh sanh tình. Nếu mình không có năng lực hoặc là mình không nhớ thì nó dễ kéo mình. Mà đây mình học hoài, mình nhớ hoài, thì khi xúc cảnh có thể những cái học của mình này nè, nó chủng tử nó nổi lên, nó kéo mình lại, nó kéo mình lại, mình không có tới đi tới nữa để mình chạy theo vồ vập cái trần ở bên ngoài nữa. Thì cho nên đây mình chịu khó, mình cứ tiếp tục ha. Nhà nó lui nó tới cũng giống như là quán như vậy đó. Cái Phật thật vậy anh Nan, nó biết cái biết đắng nhạt như vậy không phải từ ngọt mà sanh, là thì bắt đầu Đức Phật mới đưa cho chúng ta để tìm cái nguồn gốc của nó, và để thấy rõ là nó không có từ tánh ha. Vì sao? Vì nếu tính nếm từ các vị ngọt đắng mà đến thì khi nhạt cái biết nếm đã biến mất rồi, làm sao biết được nhạt nữa. Tức là cái tánh nếm là do ngọt và đắng hay là các cái vị khác sanh ra đó, thì đương nhiên từ cái ngọt sanh ra nó thì nó là ngọt hoài, trên cái lưỡi mình phải là cái ngọt hoài, phải không? Cho nên khi mà đến khi cái biết đến đã biến mất thì đó, thì khi cái biết nhạt đến đó, thì cái biết nhạt nó đã biến mất rồi. Là tại vì sao? Vì do cái ngọt cái đắng sanh thì cái tánh nếm của mình nó phải luôn luôn là biết ngọt biết đắng. Thì khi mà cái nhạt tới đương nhiên mình sẽ không biết được nó là cái nhạt, có nghĩa là mình không phân biệt được ngọt đắng hay là nhạt nữa rồi. Nếu nó do một cái sanh ra thì cái kia đến thì nó không biết cái kia, phải không? Thì làm sao mà biết nữa. Thì và nếu mà nhạt thì khi ngọt và cái nếm biến mất rồi thì đương nhiên cũng giống như cái kia thôi, tất cả các cái vị khác thôi. Thì xét cho tổ cùng á, thì cái tánh nếm nó không do từ ngọt, đắng, chua, cay hay là nhạt sanh ra nó. Nó không phải do những cái đó sanh ra. Rồi tiếp theo Đức Phật mới cho mình thấy nè,
nếu tánh nếm do lưỡi, tức là tánh nếm không do các vị khác sanh ra, không cho các vị sanh ra ngọt đắng ha, cái phần trên. Rồi bây giờ Đức Phật mới tiếp theo cho mình thấy rõ là tánh nếm, tại vì cái lưỡi thì nó có mới có cái nếm ở thức ăn đưa vô cái lưỡi, còn đưa vô cái tay đưa vô thì không biết, cho nên cái lưỡi nó có liên quan tới cái vị các vị, cho nên nói là cái tánh nếm này nó có do lưỡi sinh ra hay không. Thì đây này Đức Phật nói hẳn không có những vị ngọt và nhạt, thì nên biết tánh nếm ấy vốn không có tự tánh. Thì nếu mà ngọt nhạt hay đắng là do cái lưỡi sinh ra thì không cần cái trần ở bên ngoài đưa vô lưỡi mới biết, tự nó sanh ra thì tự nó sanh ra đi, đâu có cần phải đưa vô miếng chanh mới thấy nó chua, hay là đâu cần đưa vô miếng đường mới thấy nó ngọt, phải không? Thì rõ ràng cái lưỡi này nó không có sanh ra các cái vị đó, rõ ràng thì cũng không do cái lưỡi sanh ra các vị, phải không? Thì đó, thì biết vị là gì, do có cái tánh nếm mới biết vị, phải không? Mà cái tánh nếm là không biết vị ngọt đắng lạt đó thì cũng là không có cái ngọt đắng lạt đó, không có từ nơi cái lưỡi sanh ra, thì cái tánh nếm đó cũng không phải là do cái lưỡi sanh ra được, không? Rồi cái thứ ba nữa là cái mà Đức Phật muốn đề cập ở đây nữa, nếu tánh nếm do hư không mà ra thì hư không tự nếm chứ không phải lưỡi biết nếm. Lại nữa, nếu hư không tự biết nếm thì nó có liên quan gì thiệt nhập là chỗ thu nạp của ông? Thì rõ ràng cái hư không này Đức Phật đưa ra là vì tất cả những cái gì ở trong trời đất này mình đều ở trong hư không hết. Hư không là nó chứa tất cả các vạn vật, cho nên chính bản thân con người mình cũng ở trong hư không, cho nên nó cũng có dính dáng tới, cho nên Đức Phật lại đưa ra cái thuyết, đưa ra một cái sự kiện liên quan là cái hư không, để cho tột cùng ra có người nói nếu vậy thì từ hư không mà có, phải không? Thì Đức Phật nói là không, hư không nó không có các cái vị đó, cái tánh nếm đó không có, không từ hư không mà có nữa. Thì vì nếu hư không là nó ở ngoài thì nó không dính dáng gì tới mình hết. Thì rõ ràng tất cả những cái mối quan hệ mà có thể sanh ra được cái hiển thị lên được cái tánh nếm, biết nếm, thì rõ ràng không có cái nào mà từ đó tánh nếm nó sanh ra được hết. Thì nó không có nguồn gốc, nó không có nguồn gốc, cho nên nó không có thực thể. Rõ ràng nó không có thực thể thì nó không có thực thể. Đức Phật muốn biết nó không tự nó cũng không có tự thể, rồi những cái liên quan của nó tới nó cũng không sanh ra nó cũng có nguồn gốc, thì cái tánh nếm này thật sự ra nó không có thật, nó chỉ là hư vọng do cái mệt nhọc, tức là cái nghiệp duyên, tùy duyên tuần nghiệp mà phát sanh ra thôi. Chút xíu nữa các vị sẽ, khúc đoạn sau các vị sẽ thấy nó là tùy duyên tuần nghiệp mà có thôi, tùy duyên tuần nghiệp mà có, cho nó không có tự thể. Thì tự thể là Đức Phật mới, nhưng mà thật sự ra nó không có những cái sanh ra xung quanh nó, liên quan tới nó, không sanh ra nó không có gốc gác từ đó. Nhưng mà mình hiện tại mình đang sống và mình đang có vị đây, mình đang biết vị đây, thì ở đâu? Như Lai Tạng nhiều chân như tánh, phải không? Nhưng mà không thể nào phủ nhận là không có nó được hết. Thì nó từ đâu mà ra? Đức Phật mới đưa nó về gốc của nó là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng thì nó không ngọt, không đắng, không biết nếm, không gì hết, mà là tự vì lao nhọc, hay là mình muốn hiển cái tính, cái tối sơ của mình muốn hiển lên cái tánh của mình lên, một niệm vô minh mà từ ra nó sanh ra sơn hà đại nghĩa, từ đó nó cũng có cái tánh biết nếm luôn. Gốc gác của nó là từ đâu? Gốc gác của nó là Như Lai Tạng. Mà Như Lai Tạng vốn là gì? Vốn không có, không phải có gọi cái tên nếm ngọt đắng, không là cái gì hết. Là mục đích Đức Phật đưa như vậy, nói hết tất cả những cái liên quan tới tánh nếm như vậy, để biết rõ ràng nó không, tất cả đều là hư vọng.
Nhưng hư vọng hiện tại nó vẫn có, vẫn có, thì nó từ đâu? Thì Đức Phật mới đưa nó về là Như Lai Tạng Như Chân Như Tánh đó. Thể của nó là Như Lai Tạng Như Chân Như Tánh. Thể mà tất cả những cái mình đang dùng đây là giả. Cho nên mà các vị Bồ Tát hay là Đức Phật hay Đức Quan Thế Bồ Tát tu rồi á, thì trở về cái chân tâm bản tánh, cái thể rồi á, mình sống giờ hiện tại đây, mình do nghiệp chi phối cho nên mình không làm chủ. Khi nếm mình thấy đắng, thấy ngọt, thấy cay, mình chấp cho nó là thật, rồi mình cuộn vào đó và mình không chủ làm chủ được nó. Nhưng mà các vị tu trở về cái chân tâm, cái bản thể gốc của nó rồi, thì những cái này thì các vị muốn biến ra cái gì cũng được hết, phải không? Cho nên nó có, nó có, nhưng mà vì mình sống, mình vì do nghiệp, tùy duyên tuần nghiệp mà mình hiện ra cái thân này, nó hiện ra này, mình mắc kẹt với nó, rồi mình mê đắm nó. Còn các vị, nó từ Như Lai Tạng nhiều chân như tánh, nên các vị mà tu mà chứng được cái thể tánh rồi á, thì nó trở thành những cái trò chơi trong tay, và các vị mượn những cái này để làm phương tiện cứu độ, phải không? Mà mượn một cách là huyễn hóa, giống như là các ngài biến hóa nó ra, vì các ngài đã làm chủ, thật sự làm chủ được nó, cũng là cái cảnh giới này, nhưng mà chỉ cách nhau các ngài Đức Quan Âm, Địa Tạng hay các vị Bồ Tát cũng ở trong cái cảnh giới này, mình ở trong cái cảnh giới này, các ngài cũng sử dụng cảnh giới này, mình cũng đang sử dụng cái cảnh giới này, sử dụng sáu căn của mình, các ngài cũng đang sử dụng sáu căn, nhưng các ngài chỉ khác mình một chữ ngộ và mê, mê và ngộ thôi. Ngộ được cái thể của nó, sống với cái thể của nó thì quay nó như trong trống, muốn nó làm sao làm, còn mình mê thì làm nó kéo mình và nó quay mình, phải không? Rồi vậy thôi ha. Giờ học là để bỏ cái duyên bên ngoài mà tập nhận lại cái thể tánh. Rồi mình đi qua ha. Cái pháp môn này là cái pháp môn tu của ngài Kiều Phạm Ba Đề. Sẽ trong kinh Lăng Nghiêm á, thì các vị tổ sư và các vị dịch giả thường hay chia bộ kinh Lăng Nghiêm thành ba phần: một phần kiến đạo, phần tu đạo và phần chứng đạo. Hiện tại mình đang học đây thì mình đang học phần kiến đạo, có nghĩa là lý thuyết Đức Phật đưa ra để cho mình thấy được con đường mình đi, cho mình thấy được cái đạo, cái kiến đạo, cho mình thấy được cái mình tu tập với mục đích gì, nhận ra cái chân và cái giả ngay tại nơi mình, và con đường tu tập mình đi như thế nào. Rồi đến phần sau nữa thì sẽ có dài dài nữa, thì trong cái phần tu đạo sẽ có 25 vị thánh đứng lên để trình bày. Thì mình sáu căn nè, sáu trần, năm ấm, sáu căn, sáu trần, sáu thức, với lại là bảy đại, tổng cộng ra là mình sẽ học cái đoạn này là 25, phải không? Thì trong đây 25, có 25 vị tu và chứng 25 cái mà Đức Phật đưa về cái thể tánh Như Lai Tạng và chân Như Tánh đây, mỗi vị tu chứng một cái, và trong này thì ngài Kiều Phạm và cái sự tu chứng của các ngài sẽ được trình bày trong phần tu đạo tiếp theo. Trong phần tu đạo tiếp theo, nhưng ở đây thì chúng tôi cũng nói sơ, không nói về pháp môn tu của các ngài mà chỉ nói về lịch sử của ngài cho các vị thấy rõ. Ngài Kiều Phạm Ba Đề thì chứng cái pháp môn này, cái lưỡi về nhập, về cái thiệt nhập. Và tại ngài Kiều Phạm Ba Đề sao là ngài tu về cái lưỡi, là vì ngài á là có cái nghiệp chướng lâu đời á, cái dư báo của ngài á, ngài được gọi là Kiều Phạm Ba Đề, thì ngài được tu vì ngài có cái nghiệp là khi mà ăn xong rồi thì cái miệng của ngài nhai, thì nhai giống như trâu với bò nhai vậy đó, cứ nhai nhai theo cái kiểu ăn rồi cứ ngồi mà cứ nhai, cái miệng cứ nhai hoài vậy. Thì nên vì ngài nhai theo cái kiểu giống như trâu với bò như vậy, cho nên ngài được gọi là Ngu Từ Tôn Giả hay là Ngu Vương. Cái này là do cái tập khí nhiều đời, ngài bị đọa lạc làm con trâu con bò nhiều đời, cho đến khi tái sanh được làm người thì cái tập khí nhai lại
của con trâu con bò nó vẫn còn hiện lên trên trên cái miệng của ngài. Vì ngài ngồi như vậy cho nên đó là một cái tướng cũng không có tốt, cho nên vì Đức Phật sợ khi mà ngài tu chứng rồi thì Đức Phật sợ ngài mà ở dưới thế gian này thì sẽ bị những người Phật tử hoặc là những người ở bên ngoài, người đàn Việt họ thấy, họ sẽ chê cười và hủy báng và khinh rẻ ngài, thì những người đó họ sẽ mắc tội. Vì ngài đã chứng quả rồi cho nên Đức Phật mới nói ngài lên trời, cư trú trên trời, ở trên các quả trời chư thiên và nhận chư thiên cúng dường, chứ không ở dưới cõi ở quả trần này, vì sợ các vị khinh khi rồi mắc tội. Mắc tội là khinh một vị A-la-hán rồi, đã chứng quả rồi. Thì cái dư nghiệp của ngài là kỳ xưa nhiều kiếp về trước ngài cũng có tu tập, cho nên kiếp mà ngài làm kiều phạm bồ đề ngài mới gặp Phật pháp, thì nhiều kiếp về trước ngài cũng có tu tập mà thành ra một cái vị sa di. Một ngày lúc đó ngài chỉ là một vị sa di thôi, để đến sống trong hội chúng có một vị bích chi Phật già, mà ngài thì sa di thầy đâu có biết là vị đó đã tu chứng gì đâu, thì người già mà ăn thì đổ lên đổ xuống, với lại ăn cái kiểu nó không có được đàng hoàng, cho nên ông nói là ngài Kiều Phạm Bồ Đề nói cái vị bích chi Phật là ăn cơm như là bò gặm cỏ, thì ngài bích chi Phật mới nói là ông đã tạo cái ác khổ ác nghiệp rồi, bây giờ nhanh lên sám hối để cho tôi tiêu tội. Thì ngài mới nói là sám hối gì, ngài chẳng hổ thẹn, ngài không hổ thẹn và ngài thấy ngài không có lỗi. Từ cái nghiệp đó mà những cái kiếp về sau ngài đọa làm bò làm trâu, rồi cứ nhiều kiếp như vậy cho đến khi nó hết cái tội rồi thì được sanh làm người. Dù đi tu chứng quả nhưng mà cái dư báo của cái lời nói khinh khi một vị bích chi Phật như vậy nó vẫn theo ngài. Đó là cái lý do vì sao mà rồi vì ngài bị cái nghiệp chướng như vậy cho nên ngài mới tu cái thiệt. Nghiệp chướng là cứ nhai lại, cứ nhai như đó, nên ngài mới tu. Nên cái kiếp mà gặp Đức Phật Thích Ca thì ngài tu về cái thiệt nhập và ngài tu chứng cái thiệt nhập. Đó là còn cái pháp môn tu của ngài thì sẽ cuốn tiếp theo các vị sẽ học ngài tu thế nào để chứng, thì đây tôi chỉ giới thiệu sơ qua mỗi một cái là có một vị tu chứng, và sau phần tu đạo sẽ mỗi vị sẽ đứng lên để trình bày cái phần tu chứng của mình. Và bây giờ chúng ta đi qua phần thân nhập ha. A Nan, ví dụ như có người dùng bàn tay lạnh chạm vào bàn tay nóng, nếu bên tay lạnh lấy lạnh thấy lạnh nhiều hơn thì bên tay nóng cũng thành lạnh theo, nếu bên tay nóng thấy nóng hơn thì tay bên lạnh cũng thành ra nóng, phải không? Thì điều này thì chúng mình thấy rất là rõ ràng, phải không? Chỗ nào đây Đức Phật ví dụ như là về cái xúc thì Đức Phật dùng xúc là về thân, xúc là về của thân, thân nhập, thì hai bàn tay là cũng là xúc nhập. Thì Đức Phật lấy một ví dụ rất là cụ thể, nếu ví dụ ở đây là lạnh và nóng, nếu mà cái nào nó thắng hơn thì nó sẽ lấn át cái yếu hơn. Cảm giác á, cái cảm giác lạnh hay nóng thì cái lạnh nóng nào, cái cảm giác nào nó mạnh hơn thì nó sẽ lấn át cái cảm giác cái kia, phải không? Rồi nếu mình đã nói rồi thì Đức Phật mới giới thiệu cho mình thấy như vậy, và để mình cảm nhận được cái xúc của mình ở trong người mình là đúng như vậy, phải không ạ? Thì như vậy do cảm xúc nhận biết khi hợp lại này mà biết khi hợp lại này mà rõ được sự nhận biết lúc rời ra, thì cái câu này á, thì rõ ràng cái hồi nãy là Đức Phật nói là có những cái cảm giác về xúc ở trên hai bàn tay thì cái nào mạnh thì thắng, thì cái cảm xúc ở trong thông mình là nó là như vậy đó. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật nói là cảm nhận biết khi hợp lại này và được sự nhận biết lúc rời ra, tức là có hai cái hợp và ly, phải nhờ có hai cái điều kiện hay là cái xúc
xúc là có hợp và ly, thì khi đó mình mới biết lạnh nóng hay là không lạnh không nóng, phải không? Thì phải có hai cái trợ, hai có cái điều kiện hợp và ly thì mới hiện ra được. Còn nếu ví dụ như mình cầm cục đá, mình cầm hoài, chập tê hoài thì mình cũng chỉ biết lạnh không, cầm đó biết lạnh, nhưng mà khi không có cái ly, thả cục đá ra, phải có cái tách ly là tách rời chứ. Nhiều khi nói cái ly, quý vị tưởng cái ly này, ly có nghĩa là tách rời ra. Thì khi mà đang lạnh vậy, phải thả cái cục đá xuống thì là ly. Thì khi đó cái biết không lạnh thì nó mới hiện. Thì nhờ có hai cái hợp và ly thì mới hiện cảm xúc được ở trên người mình. Còn nếu ly thì mình không biết gì hết, mà hợp thì mình cũng chỉ biết một cảm giác đó mà thôi. Mà ví dụ lạnh quá thành cái tê cống rồi, cuối cùng là mình cũng thành ra cũng là cái cơ quan xúc giác của mình nó cũng bị chết cống rồi, mình cũng không có biết cảm giác gì nữa. Cho nên phải có hai cái trần, hai cái điều kiện là hợp hay ly thì cái cảm giác xúc xúc giác của mình mới biết được các cái cảm giác trên người mình, phải không? Nếu không có nó thì mình không biết được. Nếu cái thế chênh lệch giữa nóng và lạnh hình thành thì nhân đó có ra cảm xúc và sự mỏi nhọc. Cả tánh biết cảm xúc và sự mỏi mệt đều là tánh bồ đề, do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Thì Đức Phật cũng ở đây cũng vậy, tất cả thì nếu mà sự trên là giữa nóng và lạnh hình thành thì rõ ràng nóng và lạnh, cái nào hồi nãy Đức Phật đã nói phần trên rồi, cái nào nó mạnh hơn, nó cường hơn thì nó sẽ lấn át, thì thành ra thì mình mới biết rõ rệt được. Thì tức Đức Phật nói là cái tánh biết xúc và cái biết cái cảm xúc và cái sự mỏi mệt, Đức Phật cũng nói là do tánh bồ đề từ trong cái chân tâm bản tánh hay trong Như La Tạng của mình mà phát sinh ra. Nhân hai thứ vọng trần, ly và hợp, phát ra hai cái biết bên trong. Cơ quan thu nạp trần tướng này gọi là tánh biết. Thì đó, Đức Phật nói là do hai cái trần ly và hợp, rõ ràng có ly, có hợp thì mình mới biết được nóng lạnh, không nóng không lạnh, hay là biết được những cái cảm giác khác ở trên thân. Thì thu nạp các cái trần tướng thì do có những cái ly và hợp, rồi các cái trần tướng ở bên ngoài thì cái tánh biết xúc của mình nó mới hiện lên, nó thu nạp và nó biết, thì cái tánh biết của xúc thì nó mới có, là nhờ các cái vọng trần ly và hợp trái và thuận. Ở đây nói là hai thứ, trái và thuận thì rốt ráo không có tự thể. Trái và thuận ở đây là ly hợp nó hiện lên như hồi nãy tôi nói, nhưng trái và thuận là gì nữa? Trái và thuận thì có nghĩa là cái nào, ví dụ như mình đang ở ngoài nắng mà đang ở ngoài nắng mà đang nóng dữ vậy, mình vô phòng máy lạnh, phải không? Vô phòng máy lạnh thì mình cảm giác con người mình mắc rượi, thì cái đó là thích những cái cảm giác mà làm cho thân mình thoải mái mà mình thích thì gọi là thuận. Còn như nóng đã nóng, đi vào trời đã nóng rồi mà vô đây còn ngồi trong trong máy, trong phòng này rồi đóng kín mít rồi mình mở máy hít ra nóng nữa, thì cái đó thì nó là nghịch, phải là trái nghịch đó. Thì trái nghịch với cái sự thích của mình thì là mình không thích, thì cái đó là ly hợp và trái thuận. Thì khi mình cái trái thuận đó thì Đức Phật mới đưa ra có hai trần ly hợp thì mới hiển cái tánh biết lên, và trái thuận với mình thì cái tánh biết xúc của mình nó mới rõ rệt hơn, rõ ràng. Rồi như vậy A Nan, ông nên biết tánh biết xúc đó không phải từ ly hợp mà đến, không phải từ trái thuận mà có, không phải do nơi thân căn mà ra, cũng không phải do hư không mà phát sanh. Thì tại sao như thế nè? Đức Phật đây là cái câu này chỉ là câu kết luận khẳng định một cách chắc chắn vô là không phải do những cái đó mà sanh ra,
cái cảm xúc biết rồi, tiếp sau thì Đức Phật mới giải thích cho mình, cho mình thấy rõ nè. Vì sao? Vì nếu từ hợp mà đến thì khi xa lìa cái tánh biết xúc đó đã mất rồi, làm sao biết được sự xa lìa? Thì đó, khi với hai tướng trái và thuận cũng giống như vậy, thì rõ ràng, nhưng mà khi vì việc hợp mà đến, khi mà hợp và đến thì giống như kiểu như khi mình cầm cái chuông này, mình biết được nó có cái lạnh ha, là do hợp, là cái này là cái biết lạnh mà đến. Thì cái biết này á, nó do mình cầm cái chuông là khi hợp đó, là do cái hợp mà ra. Thì khi mà lìa thì cái cá tánh biết đó nó không còn nữa, vì nó từ cái hợp mà có. Cái tánh biết đang nói về cái tánh biết này, tánh biết này do cái hợp mà có. Có cầm cái chuông này thì nó rõ ràng nó có cái cảm giác lạnh mát hơn, là lạnh mát hơn, mà vì do cái hợp mà có thì sanh ra cái tánh biết này á, thì khi mình lìa thì cái tánh biết đó đã mất rồi. Thì khi đó đã mất rồi thì khi mình lìa thì cái cảm giác mà nó đã mất rồi, thì khi mà cái cảm giác lìa cái chuông này, nó không còn cái cảm giác lạnh, cầm cái chuông này là lạnh lạnh nữa. Mình không biết, hiểu ý tôi nói không? Mình không biết khi mình lìa nó là vì nó do hợp mà có, phải không? Thì khi mình không biết là khi mình lìa thì mình biết là cái cảm giác là lạnh 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 khi cầm cái chuông á, nếu mình do hợp mà có thì cái cảm giác khi lạnh lạnh mà không còn nữa nơi tay mình sẽ không biết, vì nó đã do hợp mà sanh mà. Thì khi nó do hợp mà sanh rồi thì khi mình lìa thì cái tánh biết do hợp mà sanh đó nó không còn ở nơi chỗ cái ly, cái xa lìa, phải không? Cho nên khi xa lìa thì mình không có cái cảm giác, cái tánh biết được xa lìa nó là như thế nào, cảm giác nó như thế nào, vì nó do hợp mà có. Thì khi mà không hợp nữa thì mình đã bị mất cái tánh biết rồi, lìa thì mình cũng không biết nữa. Các vị nắm chưa? Rồi. Với hai tướng trái và thuận cũng giống như vậy. Với hai thuận, nếu mà trái, nếu gió trái do cái trái cái ý của mình, ví dụ như khi nóng mà mình được nóng mà mình không có thích nữa là nó trái với mình á, do cái trái mà nó mình biết được, mình bực bội khi mà mình đang nóng mà vô cái phòng nóng nữa mình bực bội, thì nếu mà do cái trái mà sinh ra thì khi thì nó là cái trái sinh ra thì nó thuộc về cái trái, cái không thích. Nhưng mà đến khi mà mình vô cái phòng mà đang nóng, vô cái phòng lạnh, thì cái mà cái biết cái tánh biết xúc đó là do cái trái sinh ra, thì nó lại nó ở trong cái phần biết trái thôi, nó không thể nào nó cảm nhận được đây là mát, nó hợp với mình. Cũng giống như cái hồi nãy, phải không ạ? Rồi nếu tánh biết xúc từ thân mà ra, hẳn không có bốn tướng ly hợp và trái thuận. Nếu cái tánh bức xúc này, thường thường mình nói tôi nóng, tôi lạnh, hay là gì đó, nó tự biết, thì nó không cần phải có cái sự ly và hợp mà biết. Các vị hiểu ý tôi nói không? Nếu nó từ thân mà ra thì bản thân nó đã sanh ra rồi, thì nó không cần phải ly và hợp. Ví dụ như tự tôi biết được cái chuông này nó lạnh lạnh hơn là khi cái tay tôi không đụng cái chuông này. Nếu cái tánh biết từ thân tôi phát ra thì tôi đã tự biết nó rồi, tôi không cần phải tiếp xúc với nó nữa để tôi mới biết được cái chuông này nó lạnh lạnh, phải không? Mình không cần, nó không cần nữa. Và trái và thuận cũng như vậy, tự nó đã sanh ra rồi thì nó không cần gì cái ly và hợp đối với những cái trần ở bên ngoài. Ly và hợp tiếp xúc với những cái trần bên ngoài nó không cần, vì nó tự nó đã biết rồi, tự nó đã có sanh ra rồi. Nhưng mà trong thực tế thì rõ ràng tự nó không biết gì hết, phải cái thân mình phải tiếp xúc với cục đá thì mình mới thấy lạnh, là hợp, phải không? Mà khi mình muốn không có lạnh mà biết cảm giác là bớt lạnh thì mình phải thả cục đá ra, tức là ly, thì mình mới biết được cái cảm giác là nó không lạnh như khi mình đang cầm cục đá nữa. Thì rõ ràng trên thực tế thì
thật sự ra phải có cái trần ở bên ngoài, có cái vật ở bên ngoài, có cái trần ở bên ngoài, và có hai cái trần hợp và ly thì mình mới biết được. Còn bản thân của mình không không vậy, chỉ có những người có thần thông mà tu chứng thì tự biết thôi, còn mình thì không không thể nào mình biết được, phải không ạ? Mình không thể nào mình biết được, mà cái thân mình xúc có cái tánh biết được nóng lạnh hay cái gì đó là phải có nhờ hợp ly và trái thuận. Còn tự bản thân mình không biết được cái gì hết, cho nên nó cũng không từ thân mà sanh ra, phải không? Thì rõ ràng là Đức Phật nói là nó không có tự tánh. Rồi nếu cái tính biết xuất từ hư không mà ra thì hư không tự biết liên quan gì đến thân nhập chỗ thu nạp của ông? Thì đưa hư không thì không có không có dính dáng gì hết, tự nó biết rồi, thì cái thân mình đâu có, hư không ở ngoài mình đâu có dính dáng gì tới cái biết về thân nhập của mình nữa đâu, phải không? Thì nó không do cái hai cái trần ly hợp trái thuận, chính bản thân trong cái thân xúc là từ cái thân mình có cảm xúc mình biết, nhưng mà nó cũng không từ cái thân sanh, rồi không từ cái bốn trần là ly hợp trái thuận, cho nên nó không có một cái gì hết, nó chỉ là cái hư vọng giả dối, tự tùy duyên tùy nghiệp mà sanh ra mà thôi. Nhưng mà các vị thấy rõ ràng này, vì mình lầm khi mình học ở đây rồi mình mới thấy, chứ còn đúng ra đến bình thường nếu mình không học kinh kệ hoặc là mình sống bình thường, những người không thì họ cứ nói một là tôi lạnh quá, tức là tôi lạnh quá là từ cái thân của mình sanh ra cái lạnh, hai nữa thời tiết nó lạnh quá, phải không? Rõ ràng, hay là cục đá nó lạnh quá, là mình gì, mình bị mắc kẹt vô hai cái đó. Một là mình do trần mình sống, mình khi mình mê, mình chưa học, mình chưa nhận biết, thường á là mình cứ chấp một cái tính biết đó, cái tính biết của thân á là từ thân mình sanh ra, hoặc là mình cho là từ ở trần ở bên ngoài là sanh ra, chứ thật sự ra sống bình thường là như vậy. Mà thật sự ra khi mình học như vậy rồi á, nhưng mà mình vẫn sống, mình chỉ biết trong ngồi trong lớp học, nhưng mà nó chưa trong cuộc sống bình thường của mình á, nhiều khi trời lạnh ra ngoài, ôi trời trời lạnh quá, tôi phải mặc cái áo ấm đã, phải không? Thật sự, nhưng bây giờ mình vẫn sống như vậy, mình vẫn nói như vậy, vì mình nói khác hơn thì những người họ không có hề, nhưng không hiểu như mình thì họ nói mình chắc là có cái gì rồi. Nhưng mà khi mình học rồi, mình phải xài ngôn ngữ, phải nói, phải tiếp xúc như bao nhiêu người bình thường khác. Mà cái tu của mình ở đây, với lại cái hiểu của mình ở đây, tự trong tâm mình biết tất cả những cái đó là giả huyễn hết. Cho nên mình đừng có bị phiền phức khi mình gặp cái cách trái, nổi sân nổi si khi gặp cái trái, hoặc là quá thích thú khi gặp cái thịnh ở cái thuận, và mình phải biết là tất cả những cái giờ bây giờ mình đang còn là con người thì mình sống tạm với nó là như vậy thôi, còn thật sự ra nó không là một cái gì hết. Thì khi quý vị nhớ như vậy thì khi gặp cảnh trái hay cảnh thuận hay gặp những tất cả những cái gì khác thì trong tâm của quý vị rất là nhẹ nhàng, vì mình có một cái rõ ràng là chủ hết, sanh ra tất cả mọi cái đó hết, thì mình không cần để chạy đi ra ngoài để tìm kiếm làm gì nữa, phải không? Vì nó thể tánh, từ nó thể tánh, cho nên khi học rồi thì các vị vẫn sống như bình thường, nói vẫn bình thường, sống bình thường, nhưng mà quan trọng là trong tâm của các vị, phải không? Nhận biết ra và nói theo cái ngôn ngữ của người khác phải như vậy, bình thường đối xử cũng bình thường như vậy, nhưng phải có cái tỉnh giác ở bên trong, đừng để những cái cảnh bên ngoài nó xúi dục, nó sai khiến mình coi như là sống mà không có đúng đó.
A Di Đà Phật đó thì các vị biết rõ ràng ha. Giờ tất cả đều là trong cái thể tánh của mình mà nó sanh ra cả, thì mình đi ra ngoài để tìm kiếm làm gì, mà hãy quay về bên trong của mình để tìm kiếm, tìm sống với bản cái bản thể của nó, thì cái gì cũng có hết, không cần tìm ở bên ngoài. Nói như vậy có nghĩa là không phải là các vị không đi làm như tôi nói vẫn sống bình thường đó, nhưng mà giác ngộ trong tâm ha. Rồi thì Đức Phật mới nói là tất cả vậy nên biết rằng thân nhập là hư vọng, vốn chẳng phải là tánh nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên, chẳng phải là tánh tự nhiên. À, đó, cái thân nhập có nghĩa là cái cảm giác biết ở nơi thân, cảm giác đó không có tự tánh cố định mà nó đợi duyên mới có, nó là không thật. Cho nên mà tất cả những cái mình sống ở đây, cuộc sống của mình đây, tất cả đều là từ ở Như Lai Tạng mà ra hết. Mà Như Lai Tạng thì mình đã có sẵn rồi, mình chỉ quay về cái thể tánh của nó thôi. Và trong cái pháp môn tu về cái thân này, thân nhập, cái căn thân này là ông Tất Lăng Già Bà Ta, ông Tất Lăng Già Bà Ta tu tập về cái thân căn để mà tu chứng về cái thân nhập, mà trở về được cái viên thông của thân. Mà Tất Lăng Già Bà Ta thì dịch là dư tập, dư tập mà dư tập thì ông tu về cái thân như thế nào, là vì khi ngài á bà tu á, thôi cái này không nói ha, cái nói cái lai lịch của ngài thôi sơ sơ, tại vì phần tu chứng ngài chỉ nói về cái việc tu của ngài thôi, thì việc tu của ngài thì để hồi sau nói. Nhưng Tất Lăng Già Bà Ta dịch là dư tập. Vì sao mà ngài có cái dư tập, thì trong sử của Phật giáo thì có kể câu chuyện là khi ngài đi qua sông Hằng thì ngài mới nước sông Hằng thì nó chảy, thì ngài mới nói vì ngài tu chứng rồi cho nên ngài tiếp xúc được với vị thần qua cái khúc sông Hằng đó, cái đoạn sông Hằng đó đúng rồi, thì ngài mới nói là ngừng chảy tiểu tì, đúng rồi, tiểu tì ngừng chảy đi, ngừng chảy, các vị có nghe ha. Rồi thì đó, nhưng mà rồi sau nữa ai nói đi, nếu biết rồi thì nói đi. Thì nói là tiểu tì ngừng chảy, tức là nói cái người mà nữ thần cái khúc sông Hằng đó là một người phụ nữ, người đàn bà, cho nên mới gọi tiểu tì ngừng chảy để cho ngài đi qua. Thì cái người mà nữ thần ở khúc sông đó thì họ biết là ngài đã chứng quả cũng nể, nhưng mà cũng ngưng lại để cho ngài đi qua, nhưng mà rất là bực bội. Bực bội thì cái vị thần đó mới tới thưa với Phật là ông Tất Lăng Già Bà Ta này là coi như là khinh khi, là một người tu mà coi thường thần, coi thường một vị thần như vậy, đi ngang sông Hằng kêu con là tiểu tì ngưng chảy. Thì Đức Phật mới nói ông Tất Lăng Già Bà Ta thì cái thái độ đó là không đúng, coi như đừng có khinh thường cái vị thần đó như vậy là ông không đúng, ông phải tới xin lỗi. Thì ông đó ông cũng tới cái chỗ bờ sông Hằng, cái chỗ cái vị thần tiểu đó, ông mới nói nè tiểu tì đừng có giận nghe, cũng tiểu tì nên đừng có giận, tiểu tì đừng giận nghe. Thì ông cười cười, ông cười 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 rồi ông nói ê tiểu tì đừng giận. Rồi thì cái người đó xin lỗi cái cách như vậy, cho nên cái người vị thần nữ thần ở sông Hằng đó cũng nổi giận, xin lỗi theo cái cách mà giỡn chơi với lại cũng coi thưa, cũng kêu tiểu tì nữa. Thì lại tới thưa với Phật đó, đó ngài thấy không, Đức Phật thấy không, ổng cũng tới, ổng nói nữa, ê tiểu tì đừng giận nha, thì cũng coi thường con nữa đó. Thì khi đó thì Đức Phật thấy cái người này là cái vị nữ thần đó giận quá rồi, mà ông này đương nhiên là ngài Đức Phật thì đã chứng quả, cho nên ngài biết lý do tại sao. Thì Đức Phật mới giải thích là vì kiếp trước, nhiều kiếp trước thì cái vị nữ thần sông Hằng này là làm nô tỳ nô bộc trong nhà của ông này, thì ông đã gọi tiểu tỳ ông quen rồi, nhiều kiếp cái đây nó gọi là dư tập trở lại, ông gọi tiểu tỳ quen rồi, bây giờ
cái người này họ làm nữ thần, ngài thì chứng A-la-hán, chứng quả rồi, cho nên cái tập nghiệp, cái miệng mà. Thì thành thử khi mà đi tới gặp cái người này cũng kêu tiểu tì nữa. Thì khi cái vị nữ thần ở cái khúc sông Hằng đó nghe Đức Phật giải thích là thôi, đừng có trách cái ông Tất Lăng và bà ta là vì cái tập nghiệp của ổng nhiều đời nhiều kiếp, mà con là vì kỳ xưa là làm tiểu tì cho ổng nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ổng quen, ổng gọi ổng quen rồi, giờ ổng gọi vậy thôi. Thì cái người này họ biết được, họ biết được cái tập nghiệp và cái nghiệp của vị nữ thần sông Hằng này là tiểu tì của ổng, thì họ thì cái người này không có giận nữa. Cho nên nói là tập khí là cái dư dư tập đó là của ông, cho nên mình thấy rõ ràng chỉ một cái câu gọi thôi, tiểu tì thôi, chỉ một cái câu gọi đó mà nó cũng thành dư nghiệp trong mình đó. Cho nên câu chuyện thì nghe cười thiệt, nhưng mà thật sự ra trong tất cả các suy nghĩ, lời nói và hành động, ba nghiệp của mình, thì những cái gì nó cũng ghi lại trong A Lại Da của mình hết. Cho nên mình phải cẩn trọng từng lời nói, từng suy nghĩ và từng việc làm, vì tất cả đều là nằm trong A Lại Da của mình. Nếu mình không khéo, mình tưởng là nó giỡn nó chơi, thì đương nhiên để tiểu tì của ổng thì ổng gọi là tiểu tì. Nhưng mà khi đã chứng quả rồi mà gọi qua, thành ra cái tập nghiệp cũng vậy. Cho nên mình phải cẩn trọng về cái phần nghiệp của mình. Nó tuy Đức Phật nói tất cả các pháp đều là giả là huyễn, nhưng mà mình chưa chứng quả, ngài đã chứng quả rồi mà cái tập nghiệp cũng buộc ra nơi miệng là tiểu tì nữa, huống gì mình chưa chứng quả thì mình phải trả. Mình sống cái nghiệp á, các ngài thì điều khiển nghiệp, nhưng còn mình á thì bị khiển nghiệp nó điều khiển. Mình các ngài không thấy khổ đau khi nghiệp, nhưng mà mình khi mà nghiệp tới mà mình trả thì mình nghiệp không tốt thì mình cảm thấy rất là đau khổ. Cho nên cái chuyện này là nó đơn giản, thấy nó không có cười, nhưng mà thật sự ra một cái hai chữ tiểu tì không, nó thành tập nghiệp rất mà nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Thì các vị cẩn thận với lời ăn tiếng nói, với hành động, với suy nghĩ của mình để đừng có tạo nghiệp ha. Rồi qua về phần thứ sáu là thu ý nhập. Cái phần này thì nó hơi rắc rối đó nghe. Về cái ý, về ý là tại vì sao nó rắc rối, là tại vì á mắt tai mũi lưỡi thân mình thấy nó phù trần căn, mình sử dụng nó mình biết rất là dễ. Còn cái ý thì nó không, nó ẩn, nó nằm ở trong tâm thức thì nó hơi khó một chút ha, nó hơi khó một chút. Thì bây giờ còn 10 phút nữa là còn 5 phút nữa là nghỉ phải không ạ? Thì mình cứ vô đi ha, đi vô rồi đến thu ý nhập nè. A Nan, ví như có người mệt nhọc thì ngủ chán thức dậy, nhìn trần cảnh để nhớ lại những gì thấy trong chiêm bao, những gì không nhớ được gọi là quên. Thì Đức Phật ở đây lại đưa ví dụ cái ý thức của mình, cái tánh biết của mình á, thì ví dụ cho là cái giấc ngủ thức để thấy rõ. Thì tại vì trong cái ý thức là để vì có ngủ có thức và người đó có nằm trên bao, thì khi thức dậy nếu có thấy, nếu mà cái người đó nằm ngủ mà có thấy trên bao thì có người thì thức dậy nhớ được cái giấc trên bao của mình, có người thức dậy không nhớ được cái trên bao của mình. Thì khi mình ngủ đó là năm căn của mình là ngủ thôi, không hoạt động thôi, nhưng mà cái ý thức vẫn là hoạt động. Mà ở đây Đức Phật đưa ra để cho mình thấy rõ, mà Đức Phật muốn đưa ra cái ví dụ này để làm chi? Đưa vô hai cái trần nhớ và quên cho mình dễ thấy. Thì khi cái ý thức, khi cái tánh biết của mình hiện tại đây cũng vậy, có khi không phải là ngủ nữa, mà có khi mình gặp cái gì đó sau mình nhớ, hay mình gặp cái đó nhưng mà sau thời gian mình lại quên. Thì Đức Phật muốn đưa ra cái ví dụ này mục đích là gì? Để đưa vô hai cái trần mà hiển lên cái tánh biết là cái nhớ và cái quên.
hai tầng nhớ và quên, mà lấy giấc chiêm bao để quý vị nhớ giấc chiêm bao hay không nhớ giấc chiêm bao thì quý vị dễ nhận hơn. Cho nên Đức Phật mới đưa ra ví dụ vậy, mục đích để đưa vào hai tầng nhớ và quên. Nhờ cái nhớ và quên thì mới hiển thị được cái tánh biết là cái ý căn của mình. Phải không? Rồi, các thứ sanh trụ dị diệt điên đảo đó quen thoái thu nạp vào bên trong mà không lẫn lộn nhau, đó gọi là ý căn. Cả ý căn cùng sự mỏi mệt đều là thể tánh bồ đề, do chăm chú lâu mà hóa ra tướng mỏi mệt. Thì ở đây tôi giải thích một chút xíu về các thứ sinh trụ dị diệt điên đảo ha. Thì sanh trụ dị diệt là điên đảo, thì Đức Phật chỉ ra cái sinh hoạt ở đây, cái sinh hoạt của ý căn nó cũng gồm cả bốn tướng sanh trụ dị diệt. Và cái sanh trụ dị diệt này của ý căn, Đức Phật gọi đó, nó thu nạp vô mà Đức Phật gọi là điên đảo. Thì cái đầu tiên tôi muốn thưa với quý vị là điên đảo. Vì sao nó điên đảo? Vì khi mà các vị thấy rõ ràng ý căn là cái thu nhập các hình tướng đó ở bên ngoài á, thì thu nhập từ đâu? Ý căn, phải không? Ý căn thu nhập vô rồi mới phát ra cái biết, thì sanh ra cái ý thức. Mà ý thức nó đâu có tự, phải nó nhờ tiền ngũ thức, tức là năm thức trước, phải không? Nó thu thập những cái hình ảnh của năm thức trước in vô trong, rồi từ đó nó mới sanh ra, trở nó làm là pháp trần của nó để nó duyên và nó hoạt động, phải không? Chứ thật ra ý thức không tự nó thấy được, mà thu nạp tất cả các cái trần cảnh ở bên ngoài qua tiền ngũ thức, mắt sắc thanh hương vị xúc, phải không, của tiền ngũ thức. Mà những cái này là cái gì? Tất cả sắc thanh hương vị xúc mà tiền ngũ thức thu nhận vô đều mang cái tính chất sanh trụ dị diệt, phải không? Mà cái sanh trụ dị diệt, để tôi nói, sanh trụ dị diệt của tiền ngũ thức, mà cái sanh trụ dị diệt đó là cái gì? Nó không thật, nó là giả huyễn. Nhưng mà ý thức lại là cái gì? Ý thức lại thu nhập những cái cảnh sanh trụ dị diệt đó để làm cái pháp trần để cho ý thức nó duyên và nó biết, phải không? Thì cái là cái ý thức, có thể mình gọi là nó là cái vọng tâm, tâm không chân thật, thì để nó làm là nó, thì tự nhiên có phải nó điên đảo không? Mà cái vọng tâm là gì? Vọng tâm của mình, nói đúng ra thì cũng từ cái mà nó sinh hoạt và nó cho đó những cái pháp trần mà nó thu nhận được, nó thu hoạch được do ngũ căn nó làm là nó, thì nó điên đảo. Tự nhiên lấy cái sanh trụ diệt bên ngoài trở vô để làm cái sanh trụ diệt của pháp trần của mình, rồi làm đó là tâm mình. Mà thật sự tâm là gì? Tâm mình là chân tâm bản tánh, người nó không trở vô mà nó lại thu nhập thì nó điên đảo. Điên đảo chỗ đó đó, các vị nắm không ạ? Phải không? Rõ ràng là điên đảo. Cho nên Đức Phật mới nói là sanh trụ dị diệt điên đảo, ý căn là điên đảo. Điên đảo chỗ đó nó quên mất, nó cũng từ cái chân tâm bản tánh vừa, nó cũng được mệnh danh là cái tâm mà vọng tâm. Là vọng tâm là vì nó điên đảo, là nó thu nhận tất cả những cái sanh trụ dị diệt của năm căn ở bên ngoài để trở vô rồi làm nó. Thôi mình chấm dứt ở đây ha, hình như hết giờ rồi. Sư cho con hỏi một câu rất là nhanh. Khi mà vị trưởng giả hỏi, nói đến cái thứ em mới nói tiên cô của dòng sông là nữ tình vậy đấy. Tiểu ai cái nghiệp, là nghiệp của ai, có nghiệp? Nghiệp tức là không phải là nghiệp gì hết, tại vì cái cách xưng hô. Cách xưng hô nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp là của cô này là làm nữ tỳ, nô tỳ cho cái ông Tất Lăng bà già ta. Thì đương nhiên ổng là, kỳ xưa có thể ổng là một trưởng giả hay là một người giàu có nô tỳ. Nhưng
thì khi à, thì đúng rồi, đến khi ông tu chứng mà người này thì đã trở thành thần nữ song hành rồi, nhưng mà vì cái tập nghiệp lâu quá rồi ở cô này là hai người, dạ, thì khi sống chung với nhau đó, dạ. À, khi cho nên ở đây thì không có ai xấu, không có ai tốt hết, nhưng mà vì cái tập nghiệp lâu ngày mà đến khi chứng, mà đến khi làm nữ thần với nhau, mà khi gặp nhau vẫn là nữ tỳ, thì ở đây nên tôi mới lưu ý các vị là phải khéo léo, phải giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý của mình, mô Phật. Dạ thôi, chào quý vị ha. Ni sư đã vô rồi. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chắc mình phải hồi hướng ha. Bình thường có hồi hướng tôi cũng quên rồi. Dạ. Xin lỗi, nhiều khi tôi chăm chú vào bài quá đó. Từ những nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh đều tròn thánh Phật đạo.